Có ai cho ông nhá? Đấy, bảo nó sang đây nó đi ăn mất mặt luôn rồi. Ngồi chơi chả được ăn gì. Đang ngồi xem gió. Sun hết rồi. Nếu mua thêm một cái wallet nữa thì coi như nếu mà nó đòi lại thì mình vẫn được. Video clip à? Wallet để